Thưa quý vị, chuyện nâng khống giá thiết bị y tế tại một số bệnh viện do công ty BMS cung cấp tại Bệnh viện Bạch Mai để trục lợi là vụ việc hết sức nghiêm trọng, làm mất niềm tin của người dân đối với các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đáng nói là người bệnh là đối tượng phải chịu chi phí khám chữa bệnh gấp 4 đến 5 lần so với giá trị thật từ việc sử dụng trang thiết bị y tế đã được nâng khống đó. Cho tới thời điểm này thì vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau rất nhiều nghi ngờ từ phía người dân, Bộ Y tế đã chính thức có những phát ngôn nhằm chấn chỉnh những sai phạm sau vụ Bệnh viện Bạch Mai. Việc khởi tố vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề đạo đức xã hội cũng như ý thức tuân thủ pháp luật trong ngành y. Đây là hành vi đáng lên án vì gây thiệt hại nặng nề đối với người bệnh trực tiếp sử dụng thiết bị y tế này, chưa nói gây thất thoát cho nhà nước. Cho tới thời điểm này, đại diện Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa có bất kỳ ý kiến nào sau vụ việc trên, thậm chí còn coi mình là nạn nhân của vụ việc này. Trao đổi với báo chí trong sáng 9 tháng 9, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế Bộ Y tế thừa nhận đã có những lỗ hổng trong công tác đấu thầu, nâng khống giá, thổi giá, sử dụng trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa. Thì vừa qua trong một số hiện tượng là lòng vòng thổi giá, đấy, thì thực hiện cái này cũng là từ cái năm ngoái là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã chỉ đạo và lãnh đạo bộ chỉ đạo chúng tôi cũng đã phải có và ban hành ít nhất là cái thông tư 14 thì sẽ còn phải chấn chỉnh nhiều lần nữa để cho nó phù hợp, nó đáp ứng yêu cầu. Nhưng ít nhất là gì? Là đã chấn chỉnh, đã không bằng cái quy định đó là không cho các công ty ủy quyền lòng vòng như thời gian vừa rồi. Bởi vì mỗi nấc ủy quyền lòng vòng, thứ nhất là sẽ đội lên một giá. Thứ hai nữa là gì? Sẽ cái trách nhiệm trong vấn đề bảo hành, bảo trì và trách nhiệm đối với cái sản phẩm, nghĩa vụ đối với đơn vị sử dụng, người sử dụng cũng không có. Ông Tuấn cũng cho biết công khai giá là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, cần có thời gian. Có thể vì thế mà cho tới thời điểm này, cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế mới chính thức hoạt động. Đây cũng là kênh tham khảo khắc phục tình trạng đội giá như đã xảy ra tại một số bệnh viện thời gian qua. Một số các thiết bị y tế quan trọng được sử dụng nhiều trong phẫu thuật sẽ được cập nhật thông tin đầu tiên. Sau khi công khai luôn luôn tốt, công khai minh bạch ra thì sẽ làm cơ sở để các đơn vị trước khi mua người ta tham chiếu cái giá gốc là bao nhiêu. Từ cái giá gốc đó thì họ sẽ căn cứ vào đó để họ đấu thầu một cách công khai minh bạch thì giá nó rẻ thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó phải phù hợp với cái cấu hình. Mình chỉ mong là nó phù hợp là tốt. Các vấn đề về đấu thầu, sử dụng trang thiết bị y tế từ trước đến nay vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, nhiều người ví nó như hoạt động ngầm. Vụ việc ở Bạch Mai có thể chỉ là một trong số nhiều vụ việc ở đâu đó tại một số bệnh viện khác mà chưa kịp làm rõ. Nhưng dù thế nào thì không có nghĩa là phía bệnh viện không có trách nhiệm trong vụ việc này. Những vụ việc này phát hiện, xét xử kịp thời, nghiêm minh sẽ là bài học để răn đe những người bất chấp đạo đức, táng tận lương tâm, ăn chặn tiền của nhà nước và người bệnh.